Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, Bắc Bộ còn chịu tác động của các hình thế gây mưa, nên những cơn mưa rào và dông sẽ còn diễn ra trên diện rộng. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du khu vực Bắc Bộ. Trong mưa dông sẽ có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do mưa thường xuất hiện vào thời điểm cuối ngày nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều vẫn tăng lên khá cao, trời đôi lúc oi nắng với mức nhiệt phổ biến là từ 30 đến 33 độ và có nơi cao hơn. Trong khi đó, tại miền Trung, nắng nóng diện rộng kéo dài trong những ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 36 độ, cùng với độ ẩm giảm thấp từ 45 đến 65%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở đây, nên người dân cần phải chú ý. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ có xu hướng tạm giảm về diện trong 24 giờ. Có chăng là cũng chỉ xuất hiện cục bộ ở các tỉnh là miền Tây Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ ngày mai trên khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến là từ 30 cho đến 33 độ và từ 32 cho đến 34 độ tại các khu vực Nam Bộ. Từ ngày 10 tháng 6, mưa tăng lên diện rải rác tập trung vào chiều tối, nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, trên khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa cũng như là Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam ở cường độ là từ cấp 3 đến cấp 4 và có lúc sẽ đạt mức là cấp 5. Mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng. Riêng khu vực vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa do ảnh hưởng của rãnh mây dông, nên khu vực này sẽ có mưa rào rải rác tập trung chủ yếu là vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền khi lưu thông qua khu vực này sẽ cần phải lưu ý. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 8 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.